Tiếng bởi những bàn tay tài hoa thổi hồn vào gỗ, người dân làng Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội từ bao đời nay đã làm ra những sản phẩm bằng gỗ độc đáo. Mặc dù cho ngày nay máy móc công nghệ đã thay thế con người trong những khâu sản xuất, thế nhưng vẫn có những người thợ chế tác ra những tác phẩm hoàn toàn bằng tay. Anh Đỗ Văn Cường sinh ra và lớn lên ở làng Mộc Thiết Úng. Tuổi thơ của anh lớn lên trong tiếng đục, tiếng cưa, tiếng bào và mùi thơm của gỗ. Người ta vẫn nói nghề chọn người. Giờ thì anh Cường thật sự thấm thía điều này. Nghề mộc đã chọn anh như một mối lương duyên tiền định từ khi còn là cậu bé ham chơi hơn lo học. Cho đến giờ, anh đã là một trong những nghệ nhân trẻ tuổi của làng Thiết Úng. Đây là làng nghề truyền thống thì có từ đời các cụ, thì mình cũng như các cháu nhỏ nhỏ nhà này, bé tí là đã ngồi gần các cụ được xem, được trải nghiệm, được thao tác, học lên hết cấp 3, cũng đỗ cao đẳng ngân hàng rồi đấy. Gia đình cũng còn khó khăn, mà bây giờ lại nuôi mình đi học nữa, thì nó càng khó khăn nữa. Mình có cái nghĩ là tôi đi về là học nghề, làm nghề. Trong xu hướng tiêu dùng công nghiệp hiện nay, những tưởng anh Cường cũng như nhiều người thợ tâm huyết khác của làng mộc Thiết Úng sẽ chạy theo cơn lốc thị trường mà bỏ đi cái tinh hoa của nghề mộc các cụ để lại. Vậy nhưng, một khi đã chọn thì cái tâm của người Thiết Úng không cho phép họ dễ dãi với công việc mình làm. Từ những khúc gỗ lũa xù xì, cứ ngày qua ngày, rồi bỗng nhiên trở thành những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc có 102. Những tác phẩm mang tính độc bản và phải mất vài ba tháng mới xong. Mình học từ cách nhìn, đấy nó ngấm vào đầu từ lúc bé. Thế cho nên là tất cả những các cái sản phẩm ở đây ấy, làm ấy, gần như không có một cái mẫu nào nhất định. Từ trên một cục gỗ rất là vô tri thế mà mình đã nghĩ được trong đầu, để không vẽ, không làm gì cả, cứ ngồi nghĩ ra, sau đó đặt hướng làm rồi phân tích rồi là bắt cái thế của cái gỗ. Nghề mộc ở đâu cũng vậy, cũng từng ấy công đoạn, từng ấy vật dụng như cưa, xẻ, đục, bào, dao lam. Nhưng lối điêu khắc chạm trổ thủ công xưa của mỗi làng nghề dường như có những bí quyết riêng làm nên thương hiệu của mỗi địa phương. Anh ơi, sản phẩm này có tên là gì hả anh? Đây là sản phẩm Bồ Đề Đạt Ma. Để tạo ra một cái sản phẩm như thế này thì từ cái khâu ý tưởng cũng như là chọn nguyên liệu cũng như là thiết kế ra một sản phẩm như thế này thì mất thời gian bao lâu? Một sản phẩm như thế này mất có thể đến phải mất hàng tuần.
Đây là một cái cục gỗ mà người ta đã xẻ hết cái phần ở trong để làm bàn ghế rồi. Còn đây là cái phần bìa ngoài họ bỏ đi. Trước kia ấy, là cái cây gỗ nó mọc như thế này, như thế này lên, thì đây là cái phần rễ của nó. Đây là cái phần rễ của nó. Đây cái thân cây nó ăn thế này lên. Thế, nhưng mà khi mà để mà bọn anh làm thì bọn anh phải ngồi đến nghiên cứu. Thì là bọn anh sẽ làm như thế này, đặt ngược lại như thế này. Đấy, đặt ngược lại như thế này ra thì là bọn anh đục trên cái phần này. Như anh chia sẻ thì anh đã có rất là nhiều năm trong nghề. Vậy thì cái giá trị mà cái nghề này mang lại cho bản thân anh cũng như gia đình anh là những gì ạ? Tất cả ở đâu có làng nghề ổn định thì mức sống, cuộc sống ở đó phồn thịnh hơn rất nhiều. Thậm chí gấp 5, gấp 7 lần so với các nơi không có nghề. Ở các làng nghề phát triển thì không có tệ nạn xã hội. Họ kiểm soát được con người ở đây. Thế, chăm chú làm việc mà họ thật sự là con người mà gần gũi. Nghề mộc ở Thích Ứng Dễ đã có đến 300-400 năm. Theo các cụ cao niên ở làng, chẳng rõ nghề này có từ khi nào. Chỉ biết nghề bắt nguồn từ thôn Thích Ứng hay còn gọi là làng Đóm. Người thợ mộc làng Đóm nhạy cảm với nghệ thuật, xuất phát từ cái tâm đã truyền vào sản phẩm mỹ nghệ những nét tinh hoa riêng biệt. Chỉ biết sau đó, nghệ nhân ở Thiết Ứng truyền thụ nghề cho người dân các xã lân cận. Nghề mộc lan tỏa khắp xã Vân Hà ngày nay, dần tạo được bản sắc, dấu ấn riêng. Ở làng này thì thường thường là đục thủ công là nhiều. Người thợ có thể truyền hồn vào một pho tượng, chứ không phải như máy móc là thí dụ có nghìn pho giống cả nghìn, nhưng mà như bọn tôi là đục tay thì là mỗi pho một thế, một dáng, tùy theo củ gỗ. Trải qua nhiều năm phát triển, đến năm 2010, làng nghề Thiết Ứng được công nhận là làng nghề truyền thống. Từ đó đến nay, làng nghề ngày càng phát triển nhanh, mạnh cả về năng suất và chất lượng sản phẩm. 90% người dân xã Vân Hà làm nghề mộc, hơn 1.000 hộ dân trực tiếp mở xưởng sản xuất gỗ. Trong đó, thôn Thiết Ứng có truyền thống lâu đời và phát triển hơn cả. Về Thiết Ứng hôm nay, đầu đầu cũng nhộn nhịp không khí sản xuất. Mỗi hộ chọn một sản phẩm đặc thù riêng. Người chuyên đổ gỗ mỹ nghệ trang trí, người chuyên tượng Phật, tứ linh, phù điêu. Gia đình anh Tuấn cũng nhiều đời làm mộc mỹ nghệ. Con đường đến với nghề cũng như là duyên nợ. Sau bao nhiêu năm nỗ lực phấn đấu, anh Tuấn giờ cũng tạo dựng được thương hiệu riêng. Niềm vui lớn nhất đến với anh và gia đình là sắp được nhận danh hiệu nghệ nhân làng nghề. Tuy nhiên, trong dòng chảy của nền kinh tế thị trường, những sản phẩm tinh xảo có giá trị nghệ thuật cao của Thiết Ứng không tránh khỏi bị cạnh tranh bởi các sản phẩm được làm bằng máy. Điều này buộc Thiết Ứng phải có tính toán sao cho vừa theo kịp xu thế hiện đại, vừa giữ gìn tinh hoa của một làng nghề truyền thống. Vâng, thưa quý vị, với hai dụng cụ rất là đơn giản thôi, tuy nhiên thì nếu như chúng ta không phối hợp nhịp nhàng thì cũng không thể nào mà tạo ra được những cái đường nét uốn chuyển như anh Tuấn đây đã tạc tượng. Và anh Tuấn đây, anh có thể chia sẻ một chút những cái kỹ năng của những cái người tạc tượng ra những cái bức tượng này không ạ? Cái này thì thực ra là nếu mà để mình học nghề thì trước tiên là mình phải có đam mê, và thứ hai là mình cũng chút hoa tay nữa, và yêu nghề thì với việc học nghề thì theo anh thì nó cũng rất là đơn giản. Với người đi học bắt đầu tiên thì khó nhất là khi để lên khối để tạo ra một tác phẩm theo ý của khách hàng đặt hoặc ý tưởng của người đặt hàng đưa ra. Khó nhất là cái bước đầu tiên để tạo hình khối và sau đó là làm bề mặt chân tay tỉ lệ là khó nhất để pho tượng.
Một ngày cuối tuần ở gia đình nghệ nhân Đỗ Văn Cường, cả gia đình ríu rít cùng nhau làm việc. Vợ anh Cường vốn là dân làng khác, từ khi lấy anh cũng trở thành một thợ mộc khéo tay. Hai vợ chồng làm cùng thì cũng có lợi, có những lúc mà việc nó vội ấy, thì hai cùng đấu và làm nó nhanh hơn là mình đi thuê thợ khác ấy. Các con thì nó theo được nghề truyền thống này thì cũng là tốt thôi, nhưng mà sau này thì lại còn tùy sở thích của chúng nó ấy. Những hôm mà con không đi học thì con giúp bố mẹ những việc nhà nhỏ, có khi thì bố mẹ bảo con làm dạy con kiểu như là đánh giấy giáp hay đục. Con thấy việc này cũng hơi khó. Đấy. Cậu con trai út nhà anh chị năm nay mới 5 tuổi, nhưng đã chắc tay búa tay đục. Anh Cường rất tự hào về điều này và cũng không giấu được những mong ước gửi vào con mình, thế hệ măng non kế tiếp của làng nghề. Đây là làng nghề truyền thống, nó có làng cổ truyền rồi. Thì cái vấn đề mà gìn giữ làng nghề, rồi là cái đặc thù của làng nghề là thường là cha truyền con nối, thì cũng đặc thù cho các cháu làm. Các cháu đấy, chủ nhật thứ bảy về chỉ nghịch nghịch thế thôi. Đấy cũng đấy là cũng những cái bước mà được cho các cháu làm quen dần với những nghề. Mình vẫn hướng cho các cháu là theo nghề, vẫn cho các cháu đi học hành hẳn hoi. Nhưng mà tốt nhất là mình như ý của mình ấy, là làm cho các cháu nó gọi là biết về nghề. Sau khi mà ra trường thì mình mong muốn là tạo dựng cho các cháu một cái ý thức trước khi mà đã học hành. Mà không đạt được cái yêu cầu, hoặc là đi làm công ăn việc làm khác không đạt được cái yêu cầu, thì có thể quay về làm nghề. Thật tự hào khi ở làng quê Thiết Úng vẫn còn những người con theo đuổi giá trị truyền thống của ông cha để lại. Và với bàn tay tài ba, ngày ngày họ vẫn đang tạo ra những sản phẩm vô cùng độc đáo, có 102. Hãy một lần đến với làng nghề truyền thống chạm khắc gỗ Thiết Úng để hiểu rõ hơn về một làng nghề đặc sắc, quý vị nhé! Làng gỗ Mỹ Nghệ Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km về phía đông bắc. Muốn đến đây, du khách có thể di chuyển qua cầu Nhật Tân rồi theo chỉ dẫn đến làng Thiết Úng. Hiện nay, làng mộc Thiết Úng chủ yếu sản xuất tranh, tượng người, tượng Phật, đồ thờ, con giống, tứ linh, phù điêu. Đến Thiết Úng, du khách không chỉ có dịp tìm hiểu về nghề điêu khắc gỗ mỹ nghệ, mà còn được thăm các di tích lịch sử văn hóa có tuổi đời hàng trăm năm như đình, chùa, Thiết Úng.